Xin chào các bạn, Cayenne là một dòng xe SUV rất thành công của Porsche. Mặc dù mới được sinh ra từ năm 2008 thôi, nhưng mà Cayenne đã ghi được những cái dấu ấn cực kỳ thành công. Và ngay bên Lê Hùng bây giờ là Cayenne 2018 phiên bản cơ sở, nhưng đã được trang bị các cái gói tùy chọn thêm. Và nó có giá là khoảng 5,9 tỷ thưa các bạn. Với Cayenne thì có 3 phiên bản tại Việt Nam: phiên bản cơ sở, phiên bản Cayenne S, phiên bản Cayenne Turbo. Và mức chênh lệch về giá thì tương đối nhiều với những cái dòng xe sang, dòng xe thể thao, gọi siêu xe thể thao thì luôn là vậy. Những cái option đôi khi gấp đôi, gấp ba chiếc xe là chuyện bình thường. Cayenne 2018 đã có những cái đường nét rất là mới và logo rất nổi tiếng đấy ạ. Đẹp, cực đẹp luôn. Ở đâu có dấu logo Porsche, ở đấy là đẳng cấp và ghi đậm dấu ấn thể thao. Lưới tản nhiệt trên Porsche mới là một cái khối gọi đồng nhất nha các bạn, nối liền rất là đẹp. Công nghệ đèn pha trên Porsche Cayenne thì có rất nhiều tùy chọn, công nghệ LED, Full LED, LED Matrix. Còn ngay cái phiên bản ngay bây giờ thì là đèn Full LED, nhưng có điều chỉnh các cái gốc chiếu sáng. Đó là khi vào cua thì nó sẽ cua theo chúng ta. Chỗ đâu tối thì chiếu thêm, chỗ đâu sáng thì lại giảm bớt đi. Gặp xe ngược chiều tắt bớt bóng LED đi. Công nghệ đèn thông minh thì bây giờ trên những cái dòng xe sang như thế này thì để mà nói cũng rất là phổ biến rồi. Bộ gành 21 inch. Và hai bánh trước và hai bánh sau là có kích thước là khác nhau nha các bạn. Kích thước lốp trước, bề rộng của mặt lốp nó chỉ có 285 thôi, nhưng lốp sau là bao nhiêu thưa các bạn? Lốp sau tôi sẽ đọc kích thước 315. Nếu như sự khác biệt về các kích thước bánh ngày xưa trước đây ấy, thì thường xuất hiện trên những cái dòng xe thể thao gầm thấp như này. Nhưng ngay cả Cayenne thì bây giờ cũng đã được trang bị, gọi là tôi gọi tạm gọi là bánh thể thao. Và hệ thống treo này là hệ thống treo khí nén nha các bạn. Với cái hệ thống treo khí nén trên Porsche Cayenne cũng là một hệ thống rất là đặc biệt, khi mà nó có thể tự động điều chỉnh theo các cái chế độ lái khác nhau. Và nó có 6 cái độ cao gầm chúng ta có thể điều chỉnh được. Và về thiết kế của Porsche thì đẹp từ đầu sang thân đến đuôi rồi, nói chung là không phải nghĩ. Giải đèn này, giải đèn LED chạy từ trái sang phải luôn. Cái thiết kế này bây giờ đã khá phổ biến trên các cái dòng xe hiện nay. Và nếu như các bạn theo dõi thì xe VinFast cũng được trang bị cái thiết kế như thế này. Rất là đẹp. Đây là không gian chứa đồ phần cốp sau của Cayenne. Và thưa các bạn, chúng ta có thể điều chỉnh độ cao của gầm. Đây ạ, giảm, hạ thấp, nâng cao. Thấy rõ luôn ạ. Thấy rõ luôn. Úi dồi. Vảnh hẳn đuôi lên. Vảnh hẳn đuôi lên. Rất nhanh. Để mình xem phía dưới này có lốp dự phòng không. Có lốp dự phòng nha các bạn. Yên tâm luôn. SUV có lốp dự phòng. Đi xa đi đâu đấy cũng yên tâm. Hệ thống treo khí nén thì luôn là êm ái rồi. Treo khí nén trên mẫu xe này cũng là trang bị tùy chọn. Bây giờ thì chúng ta hãy xem cái khối động cơ của Porsche Cayenne nha các bạn. Phiên bản cơ bản này thì được trang bị cái động cơ 3.0 lít. Công suất cực đại là 340 mã lực, mô men xoắn cực đại là 450 Nm. Và nó đều đạt được ở các giải vòng tua chứ không phải ở một cái vòng tua nhất định. Đó. Khả năng tăng tốc của mẫu xe này từ 0 đến 100 cũng theo nhà sản xuất thôi, công bố thì nó là 6,2 giây. Tuy nhiên xe này đã được trang bị thêm cái gói Sport Chrono. Nó giảm đi còn 5,9 giây mà chút nữa chúng ta sẽ thử. Thực ra với những cái dòng xe đắt tiền như thế này thì các cái trang bị tiện ích trong xe như hệ thống giải trí ấy, thì nhìn bề mặt ngoài thì trông có vẻ hoành tráng, trông có vẻ đắt tiền, nhưng mà thực sự với cái công nghệ về động cơ này, công nghệ về hộp số, công nghệ về hệ thống truyền lực, công nghệ điều khiển, công nghệ về khung gầm, công nghệ về khí động học, tất cả những cái bí kíp về công nghệ đấy mới là đắt tiền. Khi ngồi vào trong xe thì tôi đã cảm giác như bị mất một cái điện thoại Vertu rồi, bởi vì trước đây thì cái thiết kế Vertu nó xuất hiện trên bảng console này,
rồi ở một số cái mảng điều khiển khác. Tuy nhiên bây giờ thì đã thay bằng một cái màn hình gọi là xu hướng iPad hóa, smartphone hóa rất là nhiều. Và đây, màn hình này là cái màn hình 12,3 inch rất to. Bây giờ thì mình sẽ khám phá luôn cái màn hình này một chút nhé. Đó. Xe này thì được trang bị cái hệ thống dẫn đường tại Việt Nam luôn. Đấy. Đã tại Việt Nam luôn này. Công viên trung tâm. Đấy, Việt Nam nha các bạn. Phở này. Đói tìm phở ăn. Đó, media. Chạm thì rất sướng. Chức năng gọi điện. Đây, chức năng K này. Vâng, cài đặt xe này mới là một cái tính năng cực kỳ hay này. Ví dụ như đây là có thể nói KN là tích hợp 10 mẫu xe trên một xe thì phải. Đấy, ví dụ Driver Mode thì chúng ta có thể chọn các chế độ như là tiêu chuẩn Sport, Sport Plus hoặc là cài đặt theo cá nhân. Đấy, ví dụ mình có thể chọn cái độ cao của gầm. Đấy, khi đi địa hình này. Ấy, nâng lên luôn ạ. À, nâng nâng luôn. Đấy, độ cao vừa, cao thấp. Rất hay đúng không ạ? Đó. Ví dụ như là chúng ta lại có thể chọn cái chế độ treo thể thao plus, sport plus. Nhưng đấy là những điều khi mà chúng ta chạy trên đường cao tốc. Còn khi chúng ta chuyển sang đường xấu thì cung cấp tới 2, 4, 5 chế độ lái thưa các bạn. 5 chế độ. Vâng. Đó. Chúng ta có thể chọn chế độ on-road này. Chế độ đi đường sỏi này. Đấy. Cái độ cao của gầm nó sẽ tự động điều chỉnh nha các bạn. Chế độ đại đường bùn này, chế độ chạy cát và chế độ leo dốc. Đó, chế độ leo rock, leo đá đấy thì độ cao của gầm sẽ cao hơn. Rất hay. Ôi, tất cả đều tự động sướng thật. Đấy, các cái khóa vi sai trung tâm, khóa vi sai cầu sau, tất cả là tự động nha các bạn, điều khiển điện tử hết, mình không phải lo gì nữa, chỉ việc lái thôi. Vâng, tóm lại toàn bộ cái phần cài đặt về xe thì chúng ta có thể sử dụng ở các cái button như thế này. Vâng, chạm, sờ chạm, vân vân. Đấy, những chiếc xe bây giờ phải nói rất là thông minh. Và một chiếc cần số trên console trung tâm cũng có thiết kế mới, rất đẹp. Hộp số là hộp số 8 cấp Tiptronic nha các bạn, chuyển số rất thông minh. Trên những mẫu SUV thì dùng hộp số 8 cấp thôi, còn trên những mẫu xe thể thao của Porsche thì thường hộp số ly hợp kép để đóng để đua cho nó sướng. Và những cái chức năng hiển thị đèn màu sáng trên này là những tùy chọn được kích hoạt đối với phiên bản này. Còn nếu mà chìm thì là chưa nha các bạn. Ở đây mình có thể chọn các cái độ cứng của hệ thống treo này. Rồi tắt cái hệ thống PSM đi này, hệ thống cân bằng điện tử đấy ạ. Tắt bớt đi. Nó vân vân. Sưởi làm mát ghế này. Hệ thống bên này là hỗ trợ vào chuồng này, e-power là đối với cái xe hybrid, xe điện này. Có thêm động cơ điện đấy ạ. Chế độ individual này. Phanh tay điện tử. Còn những các cái trang bị rất cơ bản những cái hộc ngăn để đồ như để chai nước này. Nếu bạn sang Porsche là có cả nước Porsche luôn nhá. Rồi. Một hộc chứa đồ nhỏ nhắn này, kết nối USB này, hai cổng. Xe thì chưa có sạc. Mẫu xe này chưa trang bị cái tùy chọn sạc không dây. Không dây thì ta sẽ cắm. Và bây giờ quay trở lại với một chiếc vô lăng trên một mẫu xe SUV nhưng lại có thiết kế rất thể thao, rất nhỏ. Bọc da cũng rất đẹp. Vâng, thưa các bạn. Ngay khi tôi đang nói chuyện, đó, động cơ vẫn cứ tự động bật ngắt rất nhẹ nhàng, êm ái. Đấy là chức năng tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ để tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và trên chiếc vô lăng này có thể nói là lấy cảm hứng từ những cái mẫu xe thể thao 911, cho nên cái thiết kế của nó thì không phải nghĩ rồi. Logo Porsche này, còi bấm pem pem đẹp. Và điểm thu hút nhất có lẽ là cái gói trang bị Sport Trono đây ạ. Mình có thể chọn rất nhanh ở đây. Và mỗi chế độ là một
sự khác biệt rất lớn khi mà vận hành. Chút nữa chúng ta sẽ thử. Còn các cái hàng phím điều khiển trên này thì cũng rất là cơ bản thôi. Đấy. Màn hình này, hai màn hình 7 inch hai bên này. Và đồng hồ vòng tua là được ưu tiên ngay ở giữa nha các bạn. Đồng hồ vòng tua ngay ở giữa. Đấy. Mình có thể đây mình có thể xoay dùng cái xoay như thế này để chuyển các cái chế độ hiển thị. Đó. Và bên phải này cũng vậy. Bên phải này các bạn có thể thấy này. Đấy. Absolute lốp hiển thị này. Đồng hồ đang kiểu analog nhá. Muốn chuyển sang digital không khó, chúng ta lại quay trở lại cái màn hình điều khiển trung tâm thì có thể điều chỉnh được. Đó. Đấy. Lực G-Force này, chúng ta sẽ xác định được khi mà xe tiến xe lùi thì cái lực cua trái cua phải thì lực G-Force nó là bao nhiêu. Sport Chrono thì chúng ta có thể theo dõi các thông số time lapse. Rồi. Màn hình đấy nha các bạn. Đó, màn hình ngay tại Hà Nội này, chế độ hiển thị này, vân vân. Rất hay luôn. Và chỉ cần xoay mà chọn là thôi. Và đây thì hiển thị cái hệ thống truyền lực. Rồi. Ví dụ như mình mà cài vào số cái là nó có hiển thị luôn. Đấy, ví dụ đang để P này thì nó sẽ tắt. Khi cài vào số thì nó đẩy về cầu sau đấy, lực truyền về cầu sau nhiều hơn. Cầu trước ít hơn. Và khi mình tăng tốc thì nó sẽ tự động điều chỉnh hết. Tóm lại là rất thông minh. Những cái đó là những thứ vô cùng đắt tiền trên Porsche. Và mẫu xe này thì cũng có trang bị cái hệ thống Adaptive Cruise Control rồi giới hạn tốc độ. Ngay cả đọc cái biển hệ thống biển báo giao thông cũng có. Và thực sự nếu như chúng ta có nhiều tiền thì trang bị nhiều cái trang bị đắt tiền hơn nữa, như là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, rồi là quan sát ban đêm. Vâng, cái hệ thống quan sát ban đêm rất thông minh của Porsche. Vân 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 vân, rất nhiều hệ thống đó. Nhưng mà muốn có thêm thì cứ phải là bỏ tiền ra. Và ghế ngồi trên một mẫu SUV nhưng mà cảm giác thể thao rất là rõ này. Có logo sau này, tựa lưng này. Về không gian ngồi thì không phải nghĩ. Xe nhiều tỷ đồng mà không ngồi ngon nữa thì có mà chết. Quá ngon luôn ấy. Ngay cả cái núm điều khiển, cái hệ thống cửa sổ panorama này cũng chất luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh, có cách âm, có chống tia UV. Ôi giời ơi, như một căn villa. Ngay cả tấm chắn nắng này cũng phải nói là tiện dụng và đẳng cấp. Đấy, có đèn, có gương, có đèn. Đấy. Kéo ra là đèn tự động bật lên. Lại có hai lớp liền, hai tấm liền đây, chắn ngang này. Đấy. Bước lên xe cửa hít chỉ cần đóng nhẹ thì các bạn, đấy, nó sẽ tự động hít chặt lại. Ngồi vào một mẫu xe gần 6 tỷ đồng thì phải nói là trong mình nó cũng lên mấy chân kính liền. Để chai nước đây. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập đấy. Thiết kế rất đẹp luôn. Từng cái phím bấm này, từng phím điều chỉnh này, quá tinh tế luôn nha các bạn. Hệ thống điều hòa lọc khí này cũng là một cái trang bị tùy chọn đấy. 4 vùng độc lập là trang bị tùy chọn. Hai khe cắm USB. Mẫu xe này sàn này là không phẳng, có thể là do cái thiết kế của cái hệ thống all-wheel drive nó phải bố trí thêm cái trục cắc đăng phía sau. Và vị trí ngồi thì thực sự là cảm thấy rất là rộng. Mặc dù trục cơ sở của Cayenne mới này cũng không thay đổi so với đời cũ đâu. Khoảng trống đầu này, trước này, ghế trước quá chất luôn. Mọi chi tiết thiết kế đều quá chất. Và mẫu SUV đích thực lại có tính năng thể thao nữa. Tay nắm khắp nơi, cửa gió điều hòa này. Và ốp carbon trên thành cửa, đường chỉ may đều tăm tắp. Già xịn, mùi xe sang. Nói chung đã ngửi mùi xe sang rồi thì dễ bị nghiện. Hàng ghế này cũng điều chỉnh được nha các bạn. Đó, tiến lên, lùi xuống. Khoảng điều chỉnh nó khoảng 16cm. Có thể điều chỉnh cái độ ngả này. Da đẹp thật, độ ngả tốt nhất đấy ạ. Ngồi này là thoải mái rồi.